ngoài chúng ta đã có cuộc gặp mặt và trao đổi về vấn đề là gây quỹ cho quỹ toàn cầu, và cũng như chúng ta lần đó chúng ta học ở chỗ khu biệt thự của Hồ Tây. Hôm nay thì chúng ta là vì biệt thự Hồ Tây hôm nay là đương còn dinh đến Quốc hội, cho nên chúng ta không học ở đấy, cho nên chúng ta ra đây. Nhưng mà cũng rất là vui mừng rằng là những cái kết quả, những nỗ lực của HF và những cái tổ chức quốc tế khác cũng như là các tổ chức của xã hội dân sự trên toàn thế giới đã đem lại kết quả, và chúng ta thấy đã hai nước, hai cường quốc kinh tế là Đức và Nhật đã có cam kết và đã có đóng góp cụ thể. Nhưng rất tiếc rằng là những lời kêu gọi của chúng ta cũng như tất cả tổ chức quốc tế đã không đến tai được những cái người lãnh đạo chủ chốt của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết là tôi xin cảm ơn AF đã có sáng kiến này, và cảm ơn bác sĩ Kiều Thanh Vinh và chị Vân Anh đã cung cấp những thông tin. Tôi nghĩ rằng những thông tin rất là bổ ích cho tất cả chúng ta, và tôi mong muốn rằng các bạn đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự, tôi xin nói thẳng là xã hội dân sự, tôi không sợ cái từ đấy, vì chúng ta là ai chúng ta vẫn là thế thôi, có dù chúng ta có, người ta có đặt chúng ta tên tổ chức xã hội, chúng ta vẫn là xã hội dân sự, thì sẽ có lên tiếng nói mạnh mẽ của mình nói lên. Trước hết là tôi muốn các bạn nói lên những cái nhu cầu của các bạn về những hoạt động trong dự phòng, trong chăm sóc, trong điều trị các bạn đang làm, và nếu như là không được tiếp tục tài trợ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Vừa rồi thì chị Vân Anh nói những cái số lượng mà tôi thấy rất là đáng lo ngại, và tôi có trao đổi với anh Trung Á đây. Thật ra nó cái chiến lược chỉ tập trung vào các cái nhóm đích, nó thể hiện một cái xu thế mà tôi rất lo ngại là y tế hóa cái việc phòng chống HIV, mà chúng ta đều biết rằng là phòng chống HIV đấy là một cái việc mà một mình ngành y tế không bao giờ làm được, phải có sự hỗ trợ. Và tôi thì như các bạn biết, bây giờ tôi là chủ tịch một liên minh hành động vì công bằng sức khỏe, và chúng tôi hoạt động trên cơ sở một cái khung lý thuyết là sức khỏe là được chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó nhiều yếu tố kinh tế và xã hội. Và muốn cải thiện điều kiện sức khỏe thì có hai cái việc là phải đảm bảo cái tiếp cận đối với các dịch vụ y tế và đảm bảo cái chất lượng các dịch vụ y tế như thế nào. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là trong số những nhóm mà cần phải có được tiếp cận dịch vụ y tế